Chào cả nhà, đây là nụ hoa tam thất. Cây tam thất được trồng từ 5 đến 7 năm bắt đầu thu hoạch. Nụ của nó uống rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Đây được xem như là một loại trà cao cấp. Công dụng chính của nụ hoa tam thất giúp chữa mất ngủ. Những người hay bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc ngủ bị chập chờn, mình có thể dùng cái nụ hoa tam thất này mình uống hàng ngày, giúp mình cải thiện về giấc ngủ, ngủ sâu giấc và ngủ ngon hơn cả nhà nhé. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, có tác dụng làm hạ huyết áp, rất là tốt cho những người hay bị huyết áp cao, chống nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giúp giải độc gan, phòng tránh các bệnh về tim mạch. Những người mà bị mỡ máu, mình sử dụng nụ hoa tam thất rất là tốt luôn. Hỗ trợ về giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa. Mình dùng trà nụ hoa tam thất một thời gian thì cái da dẻ của mình nó cũng rất là đẹp và tốt cho sức khỏe. Nụ hoa tam thất làm giảm lượng cholesterol trong máu, rất là tốt cho những người bị mỡ máu. Uống trà nụ hoa tam thất hàng ngày giúp ta thanh nhiệt, giải độc, giảm viêm, làm giảm các triệu chứng như là nóng trong người hay đổ máu cam hoặc là nôn ra máu. Đặc biệt rất là tốt cho những người hay bị mất ngủ, huyết áp cao, mỡ máu cả nhà nhé. Về cách sử dụng, một ngày mình sử dụng một lượng vừa đủ, từ 10 đến 15 nụ, mình hãm như hãm trà, uống hàng ngày. Uống hết nước đầu, mình có thể chế nước thứ hai vào cho đến khi cái nụ của mình nó ra hết chất thì thôi cả nhà nhé. Thêm một lưu ý, nụ hoa tam thất không dành cho những người đang bị huyết áp thấp. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp nụ hoa tam thất như video mình đang quay, hàng xanh đẹp y như hình. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.